Và có một số xe mình làm hoài nó không hết rú, và cái vấn đề nhận làm hú là mình không nhận làm. Cái, giống như các bạn có thể kiếm được cái clip gần đây nhất là xe quay ZX. Quay ZX mà không có dàn áo gì đó là xe đó làm chạy chọc luôn, thay cái nồi không, nó không hết hú. Và cái xe mình đang nói chuyện với bạn là cái xe đang nổ đây. Tiếng bô rất là chắc. Cái máy này là chưa một lần canh chỉnh nha. Đầu lòng đồ là chưa chỉnh cọ chỉnh gì hết mà cực kỳ êm. Chào 500 em YouTuber. Thì giờ là bắt đầu ráp dàn áo phụ trợ 1 vô ha. Thì cái vấn đề mà ráp dàn áo phụ trợ 1 này vô nè, các bạn phải canh là cái dề này nó ngay cái bánh là 1 nè. Và cái đuôi này nè, nó phải ôm với dàn áo nữa nha. Cái đuôi nó mà không ôm với dàn áo á, ráp vô nó dảnh á, nó không có đẹp cái xe đâu ha. Quan trọng lắm á, mấy cái này mới lâu nè. Đó. Chào 500 em YouTube, đây anh David tới em. Anh đang kêu là kiểm tra là những công đoạn cuối cùng khi mà giao xe phụ trợ 1 này đến tay khách hàng. Ví dụ như cái xe ráp êm ái hết nổ êm rồi, thì anh David tới em đang mang cái xe nữa cho nó êm hơn nữa, kêu là cho nó gơ gớm á, thì mình sẽ gỡ ra bên mâm lửa bằng đồ mình làm lại cho nó êm ái, xong bắt đầu mình mới ráp vô hết, bắt đầu mình chạy thử ngày 2 ngày nữa, bắt đầu mình mới quay clip giao xe ha. Rồi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là 5:30 ngày 5 tháng 6. Thì sau khi mà mình ráp hết á, mình muốn cho cái máy là thực sự nó êm nứt nở, thì bắt buộc luôn mình phải gỡ ra. Mình hay là cũ á, là dưới quê người ta tán cái chuồng heo lại nè. Cho nên khi mình lên ga á, mình lên ga nó kêu khó chịu lắm, làm cái máy nó không nứt nở, nó không ấm. Thì anh David với em là người thay nguyên một cặp nhông mới và thay luôn cái ba càng mới. Đó là nói chung là thay nguyên bộ nồi mới cho xe này. Thì sau khi mà thay xong thì anh David tới em sẽ ráp vô và David tới em chạy thử, coi thử là cái xe nó có hú hay không nữa các bạn. Không phải là các bạn ráp một cái nồi mới vô là cái xe nó sẽ êm đâu nha. Ví dụ như cái nồi này nó không hú nè, nhưng mà nó kêu cọc cọc nè, nhưng mà có thể cái nồi mới này nó vẫn kêu cọc cọc. Đó, nhưng mà nó có hú hay không nữa quan trọng nha. Cho nên là có nhiều anh á, khi mà hỏi mình á, vô hỏi dễ thương lắm. Ủa anh làm cái nồi xong á, em muốn thay cặp nhông nồi mới. Mình hỏi ủa thay mới vậy rồi nó hú hay không hú rồi sao anh? Anh nói thay đồ mới thì nó phải hết hú chứ. À không có đâu nha các bạn. Không phải mua cặp nhông mới thay vô là hết hú đâu. Có nhiều anh dưới quê gọi lên luôn, ủa em thay cái nguyên nồi mới mà sao nó kêu cọc cọc nữa nha anh Tây. Dạ đúng rồi, không phải mua đồ mới ấp vô là lấy. Cây đắng lắm, đủ thứ chuyện đó nha các bạn. Thì không, em không phải thằng khùng mà em nói vấn đề này đâu. Những anh em nào mà mua nồi mới gắn vô nó bị tiếng cọc cọc hoặc là nó hú là người ta sẽ biết em nói đúng. Rồi chào mọi người. Rồi thì giờ là 7:49 là anh đã biết tới em, anh đã chạy thử xong là không có bị hú nồi. Là bây giờ bắt đầu anh mở ra, bắt đầu anh mới bắn vô lại cho máy ốc rồi nó cứng cáp lại, chứ lúc đầu là mình chỉ gá thử thôi. Đó, gá thôi. Rồi chào mọi người. Chào 500 em YouTube. Thì hôm nay là mình chạy thử phụ trợ 1. Thì sau khi mà lắp ráp đồ xong hết toàn bộ, ngay cả việc ráp dàn áo luôn, thì mình là người thử khâu cuối cùng để mà nhằm đem lại cái hiệu quả cao nhất và chính xác khi mà gửi về cho chủ xe. Đó, mình chạy thử dàn áo nè, bô nè, ruột nè, cục nhúng đồ, thử xe nó cứng cáp nó ngon lành hay không. Đó, thì mình chạy trong hẻm luôn nữa nha. Đó, kiểm tra thử rồi cái xe, ví dụ đi vô hẻm nó kêu nó xào nó có gì không luôn các bạn, rất là quan trọng ha. Rồi chào 500 em YouTube. Thì giờ là mình sẽ chạy thử, nói chung từ đây chạy về tiệm mình này đang khu vực là tới Bình Tân nè các bạn. Thì từ đây chạy về tới tiệm mình này cũng 15-16 cây số, rất là xa. Đó, đủ kiểm tra máy nó thử giãn cò giãn đồ hay không á. Rồi chào mọi người. Rồi chào 500 em YouTube. Rất vui được gặp lại 500 anh em YouTube với tiếp mục là dọn phụ trợ 1 mới long lanh từng con ốc. Và mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, bởi vì hôm nay là ngày dọn cái xe phụ trợ 1 này hoàn thành giao tới tay chủ xe. Thì thật sự là mình rất là thích và rất là vừa ý với cái xe phụ trợ 1, mà càng ngày mình sẽ cố gắng mình thay đổi bản thân mình đi lên với những góp ý của anh em.
để mà cho một cái xe tốt nhất, chỉnh chu nhất và càng ngày càng gần và lại giống Vinh nhất. Thì sao mà tốt nhất, sao mà giống Vinh nhất? Thì giống như là hồi xưa có thể một số phụ tùng mình không kiếm được giúp cái xe nó đẹp, thì hôm nay mình kiếm được những phụ tùng đó, mình góp vô những cái chi tiết nhỏ nhặt để mà cho cái xe này nó hoàn thiện hơn, nó chỉnh chu hơn và nó giống như lại một cái xe Fusion 1 hồi xưa hơn, giống như chính xác 100% như là một cái xe đập thùng vậy đó. Thì để mình xích lên đây một chút để cho nó có ánh sáng đẹp, rồi lát nữa mình xích về lại ha. Thì đầu tiên ở đây cái mình nói là gì, thì mình sẽ không dài dòng nữa, mình vô thẳng vấn đề chính luôn là về bộ nút công tắc. Thì các bạn có thể thấy ở đây là bộ nút công tắc này của xe Fusion 1, thì hôm nay luôn mình đã sưu tầm được là full một bộ nút công tắc chính hãng Honda Fusion 1, mà có thể là nhiều người người ta khó săn được. Để sao mình phân biệt nó là nút của Fusion 1 là ở đây nút đề của nó là có dấu sấm sét màu vàng, nút kèn của nó là có cái biểu tượng màu vàng luôn, và nút này của nó là màu đỏ. Sẵn giới thiệu bộ nút tổng quát ở đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em là cây súng kéo cần e. Cây súng kéo cần e này của nó thì các bạn không thể nào mua mới được bằng tiền nữa rồi, bởi vì nó rất là khó khăn. Những cái xe nào còn thì mình nên giữ lại, mình góp ý với các bạn luôn. Đó, đây là đồ cũ mình sơn lại. Thì bộ nút công tắc này của đúng Fusion 1 thì nó sẽ rất là mắc, nó tầm khoảng là 1,000,000 một bộ nút công tắc này. Tiếp đó là ở đây mình sẽ giới thiệu full cụm đầu đèn. Full cụm đầu đèn này thì đồng hồ mình tận dụng lại đồng hồ cũ, mình làm mới lại, mình thay kim, mình thay dầu lại cho cái đồng hồ này. Tiếp đó là mình sẽ xử lý ra đầu đèn để cho nó ôm sát như vậy. Đó, cái viền mí ôm cực kỳ sát. Cái thứ hai nữa là tem thông số. Thì Fusion 1 nó có thêm cái tem thông số ở đây, mình có làm cái tem thông số. Và cái xe này đang được phủ keo full toàn bộ hết. Rồi tiếp đó nó là camera có thể đứng ơn trước đây để mà mình có thể quay được là full cụm đầu đèn trước của xe này. Thì cái này nó lại rẻ các bạn. Khi mà dọn mới một cái xe mình cứ nên thay cái này đi. Pha đèn trước, pha đèn lái á rẻ lắm. Không, cái này dùng từ chính xác là chóa đèn trước. Trong hãng Honda thì pha đèn lái người ta dùng là cái này. Ở sau, cái này là chóa đèn trước. Rất rẻ, khi mà dọn một cái xe nên thay mới nó để mà nó đẹp long lanh. Rồi tiếp đến là mình phải tính là từ tâm mũi, tâm dàn áo tới tâm dè và tâm bánh trước, nó phải ngay với một đường thẳng là cái thành công. Cái thứ hai ở đây nữa là cốt bánh trước. Mình có được cốt bánh trước đúng chấm bi của Fusion 1 đời đầu. Bố thắng ở đây là mình thay lại là bố thắng hãng Nissan, chính hãng Honda Việt Nam. Bố thắng mà của dòng xe Fusion 1 này cực kỳ mắc nha, nếu đúng bố thắng hãng. Rồi, mình sẽ review qua bên đây. Bên đây thì là heo dầu trước, mình xài cũ cho xe lại, xe này còn. Thì các bạn thấy con heo dầu trước này á, đó, thấy chưa, cực kỳ đẹp. Bởi sao xếp phô này của người ta đẹp, mình sẽ làm lại cho nó cực kỳ giá trị, nó giống như của quay Thái 110 rồi vậy đó các bạn. Heo số 8 đẹp long lanh, dĩ thắng chính hãng Honda Thái Lan. Heo dầu là theo xe làm lại. Thì các bạn có thể thấy cái cụm ở trước này nó cực kỳ đơn giản mà nó lạ mà nó đẹp không, là đúng đồ Vinh thì nó mới có được cái vẻ đẹp hoàn hảo như vậy. Dây dầu thay mới, heo ruột bích tông ở trong là thay mới hết, thì nó đảm bảo được độ an toàn và cái bóp thắng này nó nhẹ nhàng, dịu dịu cái tay. Nhấp là có, nhấp là có, không bị té cắm đầu. Có một số nó mất ben, tới đó gặp chứa người vật tung, gặp người ta thấy người ta rồi bóp thắng, thắng không kịp tung vô. Hoặc là có mấy cái vừa thấy cái nhấp nhẹ cái là té, không có. Cái này thắng giữa trước nhưng mà cực kỳ an toàn, với người tranh cái tay này rất là dịu. Camera quay góc đó là quá hay và hiểu ý anh rồi đó. Sau này ví dụ khi anh nói vấn đề gì đó, em cứ ngồi như vậy, người ta sẽ thấy hết được vấn đề. Sau khi mà em đưa xét vô xong em ra đó em ngồi là đúng. Rồi tiếp đến luôn là mình sẽ giới thiệu qua phần nắp chụp lốc nồi, kêu là nắp chắn nhiệt lốc nồi. Thì đây là cái nắp chắn nhiệt này, không phải các bạn mua là có. Bởi vì nắp chắn nhiệt lõm
lõm, dùng từ lõm được, lõm ở đây. Và một bạc là đã hết hàng lâu rồi. Mình một là phải giữ lại trên xe, hai là mình phải mua cái mới rồi mình làm lại, chứ không phải là mua là có. Cái thứ ba nữa đây là cái giò đạp theo xe mình đem xi lại thì nó mới có được cái nước sáng bóng như vậy. Tiếp đó là bô Gucci NF110 của Phu Giò 1 đó, camera đang lấy full cái bô rất là rõ nét và rất là đẹp. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai con ốc bô này là phát đúng, bắt đúng hai ốc số 8 và nó như vậy nè mới là đúng. Có nhiều người bắt sai hai ốc bô rồi lắm nha, đừng nghĩ nó quan trọng nha. Đừng nghĩ nó không quan trọng nha, đúng hai ốc bô nó là phải hai ốc bô này. Tiếp luôn là bộ gác chân xếp của Phu Giò 1 thì nó là gác chân 110 ngắn, có 1, 2, 3 con ốc số 10 đó, nó có 3 con ốc số 10. Về phần phục nhúng sau á, thì phục nhúng sau này là mình mua phụ tùng mới, nó vẫn còn bán và mình sẽ chỉnh lên nắp số 2. Bởi vì những cái phụ mới này đa số là nó sẽ yếu thì mình chỉnh lên chế độ 2 người luôn, để làm chi, để mà đi lâu á nó không có yếu cái phục, nó nhão hư cái phục. Thì khi mà nhìn tổng quan vậy á, các bạn sẽ thấy cái xe này rất là liền và rất là đẹp. Và mình có sưu tầm thêm được một cái tem này là một trong những chi tiết mà mình nói là càng ngày cái xe nó sẽ càng hoàn thiện hơn. Tem thông số là xe máy được lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam, địa chỉ là Phúc Thắng, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Đây là một trong những cái vấn đề mà có tiền các bạn sẽ có không được. Rồi, mình sẽ quay qua bên đây, mình review cho các bạn. Cái một trong những cái điểm mà giúp xe hoàn thiện hơn là đây, tem thông số bọc xích mô tô hai bánh Honda Future, năm sản xuất là 2001. Cha, cái này là cực kỳ khó khăn nha. Nhiều anh dán thì những cái tem đời mới thôi, thì cái đây là những cái tem này là tem mình sưu tầm. Thì trong quá trình mình dọn một cái xe mình hiểu được là nó có cái tem này là phải, tem này là đúng cái tem hồi xưa của nó. Còn nhiều anh là thay á, là dán cái tem phụ tùng mới, thì thực sự nếu mà không có tem này mình có thể thay thế bằng phụ tùng mới. Còn cái này thì em, cái dòng này thì em sưu tầm được thì em sẽ tặng cho người ta. Rồi tiếp đó là bốn ốc bọc xích, 1, 2, 3, 4, bốn ốc bọc xích này là bốn ốc bọc xích số 10. 1, 2, 3, ba con ốc gác chân này là ba con ốc gác chân số 10. Và cái xe này là cực kỳ liên lạc. Và cái quan trọng nhất là cây chống đứng này, nếu mà cái xe Future 1 còn là các bạn phải giữ cái chống đứng này lại, bởi vì cây chống đứng Future 1 nó cực kỳ cao. Nếu các bạn thay chống đứng quay alpha vô là cái xe nó sẽ thấp xuống và bánh sau đụng liền. Thì cái này là do vị trí mình quay, mình đang để cái bánh trước là nó cao và bánh sau là nó thấp. Thì các bạn thấy vậy, lát nữa mình sẽ dựng lên đường thì các bạn sẽ thấy được là cái xe rất cân đối. Rồi nguyên cụm đuôi đèn hậu sau. Cái cản Future 1 này là cái cản không có nha, cho nên là đừng có dạy dột mà khi mà vô dọn cái xe dột bỏ cái cản. Cản sau này là mình nếu mà còn được không một là mình nên xi lại. Nguyên cụm đuôi đèn sau này là mình thay mới. Tiếp đến đó là mình sẽ giới thiệu qua là lốc 110 Honda Future 1 là nó phải lốc bầu màu bạc, hai nút thâm địa là màu trắng. Rồi khi mà ráp hết dàn áo đầy đủ là thập tay vô đây là nó phải có cao su ở trong. Tiếp đến nữa là bình xăng con, khi mà nhìn vô chỗ đây nó có cái lỗ thông gió thì nó sẽ có được cái cao su giải nhiệt ở trên đây đó, nó có được cái cao su chịu cái lọc xăng đó, cao su này kêu là cao su cháy bom nè. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình nổ cái máy xe này rất là đã. Sau một thời gian là kêu là chạy chọc với chiếc xe. Chạy chọc với chiếc xe là làm sao? Giết bệnh hú nồi. Đa số những cái nồi quay lim mình biết tén lại lắm. Thì cái này là dưới qua người ta tén lại làm cái nồi này bị hú. Thì mình thay lại sau những cái clip mà các bạn thấy anh David tí em là người thực hiện. Anh gỡ ra anh đổi nồi thì mình sử dụng là một cái nồi trước là cũ dinh trên xe. Cái chuồng heo sau là mình thay chuồng heo mới thì cái xe nó mới hết hú. Và có một số xe mình làm hoài nó không hết hú, và cái vấn đề nhận làm hú là mình không nhận làm. Giống như các bạn có thể kiếm được cái clip gần đây nhất là xe quay ZX, quay ZX mà không có dàn áo gì đó là xe đó làm chạy chọc luôn, thay cái nồi không nó không hết hú. Và cái xe mình đang nói chuyện với bạn là cái xe đang nổ đây, tiếng bô rất là chắc. Cái máy này là chưa một lần canh chỉnh nha,
đầu lòng đồ là chưa chỉnh cọ chỉnh gì hết mà cực kỳ êm đó. Rồi mình sẽ giật nó lên để mình thấy cho các bạn thấy được cái thế của xe khi mà ấy, khi mà dựng lên một cái mặt phẳng đó. Khi mà dựng lên mặt phẳng các bạn thấy cái xe, cái chống đứng này rất là lợi hại, phải đúng cái chống đứng phu giờ một thì cái bánh sau nó mới nhổng lên. Cái chống đứng phu giờ một đó bây giờ kêu là hiếm á, mua không có nữa chứ không phải hiếm, chỉ có mua được đồ cũ hoặc là đồ theo xe thôi đó. Camera quay rất là đúng. Rồi sẵn tôi ngồi ở đây tôi thấy được cái này tôi chia sẻ với anh em luôn. Cái sợi dây này nè, cái này bị xúc ra lắm nha, cái miếng này nè, cái dây mà giữ sợi dây này mình sẽ thay bằng cái này thì nó sẽ cứng cáp, nó không bị xúc cái này ra. Nếu mà anh em thay bằng miếng cao su màu đen á, đi rớt cái này ra ngoài, rớt đi ăn ở đây, anh Đào biết tới em thay này vô là một quyết định đúng đắn nhất, nó mới cứng được, nó không bị rớt cái cao su ra, nó không bị rớt cái dòng bảo vệ sợi dây km ra. Thì xe này mình dọn bao nhiêu tiền? Thì dòng xe Future 1 này mình sẽ dọn là từ 4 đến 5 tháng. Với mức giá tiền chính xác của xe này là 47 triệu. Thì tại sao có những anh á, anh thắc mắc là anh Tây dọn cái xe kia 18 triệu. Anh Tây báo em là 60 triệu. Chính xác 100% là mình báo đúng, mình không báo sai. Bởi vì khi một cái xe vô, tôi báo giá tiền cho anh em đồng ý thì anh em làm. Một cái người chủ xe nào người ta cũng nói xe người ta còn được hết á. Xe này em báo là dọn từ 50 cho tới 60 triệu giá xe này. Chủ xe đồng ý em mới dọn. Nhưng mà khi em dọn xong hết thì cái xe này chỉ có 47 triệu thôi. Thì vấn đề ở đây là gì? Cái người chủ xe người ta luôn nói xe người ta còn ngon. Nhưng mà mình á, mình biết rõ luôn là khi mà một cái xe chạy mười mấy năm, hai mươi mấy năm cái xe nó sẽ như thế nào. Cho nên mình mới báo giá là à, từ cái khoản tiền đó anh đồng ý thì em mới làm. Thì những cái bạn ở xa các bạn nên hiểu rõ vấn đề là trước khi một cái xe vô, tôi sẽ báo giá tiền cho các bạn. Và tất cả những người đang sở hữu những dòng xe này là đều lớn tuổi hết rồi. Thì các bạn đủ có cái đầu và trí thông minh của các bạn lắc kìa. Các bạn phải hiểu được là à, thằng Tây nó báo giá tiền đó, mình có đồng ý hay không? Mình đồng ý thì bỏ cho thằng Tây làm, mình không đồng ý thì khỏi làm. Anh em đừng đôi coi tôi là à, cái xe tôi còn đẹp lắm hay xe tôi còn đi được. Dạ, xe anh còn đẹp thì anh đừng có dọn, anh sửa chữa nó thôi. Giống như những cái xe nào mà vô em á, em thấy cái xe còn đẹp á, anh em vô kiếm clip quay thái 110 nè, sửa chữa. Những cái xe còn đẹp em giữ lại hết, em không làm máy luôn, em chỉ làm đúng một cái nồi. Xe rim Super 99 2001 còn đẹp nè, em sửa chữa dàn chân, em làm máy, đi rất là ngon, có được cái giá trị nữa, chứ đừng dọn mới lại. Còn chừng nào cái xe các bạn đã xác định dọn mới thì đừng nói xe câu em còn đẹp. Các bạn mới hiểu được vấn đề chủ xe này nè. Thật sự thì em thấy em dọn xe này 47 triệu rất rẻ. Bởi sao? Từ cái máy, từ con ốc, từ cái tem, từ những tí tiết dinh, tiểu tiết trên xe, đúng được Future 1, rất là giá trị và rất đáng đồng tiền. Bởi vì càng ngày mình làm mình càng hiểu. Ví dụ như cái cản sau này em còn giữ được hai cao su đây nè. Ông nào 10 xe hết 8 xe rớt mất hai cao su rồi, cao su đó mua đâu ra? Em có. Đó. Rồi ông nào tự tin ráp áo Future 1 nó ôm như anh đã biết tí em ráp. Anh đã biết tí em ráp nữa, các bạn thấy nó ôm không? Nó ôm tuyệt đối không? Đó, đó là đẳng cấp người chơi, đẳng cấp người thợ. Do anh đã biết tí em thực hiện hết. Nói vậy là không có quá đâu em, nó làm hết xe này. Rồi nó đang đứng quay phim luôn đó. Rồi tôi sẽ quay lại một vòng nữa bên đây cho các bạn coi. Cái dáng Future 1 này sao? Ví dụ như xe rim là nó nhỏ gọn, xe quay nó nhỏ gọn. Nhưng mà ví dụ xe Future 1 này, cái dáng nó không có gọn, nhưng mà nó đầm. Chạy cái thế xe Future 1 này nó đầm và nó chắc cái xe hơn cái dáng xe rim. Máy nó thì máy 110 nó bù lại cái xét nó nặng, cho nó đủ lực kéo đi. Rất là an toàn, rất là ngon, rất là chắc chắn cho một cái xe Honda Future 1 máy 110. Và những cái máy 110 mà đời Future 1 mà đời 2.1 này á, nó đều động cơ trong của nó là của Thái hết, nên đi rất là ngon. Khi mà các bạn gặp được một người mà sửa xe như tôi chịu thay cho các bạn đúng phụ tùng chính hãng Honda hết, thì điều đó nó càng tuyệt vời hơn.
Bởi vì khi mà tôi làm, tôi sẽ không đặt lợi nhuận tôi lên hàng đầu, mà tôi đặt lên là kỷ niệm của bạn lên hàng đầu. Xe này là ba của anh trai, đi mười mấy năm, bây giờ là tới được tay anh trai. Anh trai gửi gắm niềm tin cho mình. Cái nhiệm vụ của mình là mình đem lại được cái kỷ niệm từ hồi xưa giờ lại cho anh trai, nó sẽ quý giá vô cùng hơn là cái số tiền tôi sẽ đạt được cho cái xe này. Cái xe Puma 1 không ta dọn có 1 tháng xong là cao à. Tôi dọn xe này 4 tháng 5 tháng, lời lãi gì trong đó nữa. Đúng không? Hết lời. Trong khi đó tôi cũng muốn dọn một cái xe nhanh vậy. Nhưng mà ác cái là gì? Ác cái là người ta dưới quê. Khi mà cái xe gặp trục trặc cái gì đó rồi sao? Gặp trục trặc gì phải gửi lên, tốn kém vất vả người ta, nên mình mới để mình đi lâu. Tây có muốn điều đó xảy ra hay không? Thực sự là không. Bất cứ người thợ nào làm nghề cho người ta đều không muốn điều đó xảy ra. Nhưng quan trọng nè, tại thời điểm hôm nay tôi đã chạy thử cái xe này hơn nửa tháng. Cái xe nó sẽ không có vấn đề là xì nhớt. Cái xe nó sẽ không có vấn đề chu cò. Cái xe nó sẽ chưa hư chỉnh sửa gì. Thì ok, dĩ nhiên phải giao cho người ta, đúng không? Và mình đã đi nửa tháng. Còn nhiều anh là khi mà ráp xong một cái xe lên, người ta sẽ giao liền. Thì khi mà giao liền vậy á, Tây vẫn có làm, nhưng mà làm những người là xét bên Tây. Ví dụ Tây ở quận Bình Thạnh nè, 37 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1 quận Bình Thạnh, thì anh nào ở xét bên mình quận 1, quận 2, quận 3, quận 4 gì đó, à làm xong thì mình giao liền. Mình cũng dặn người ta, anh ơi anh đi nửa tháng, hoặc là em đưa anh đi thử nè, anh đi thử rồi xong hết rồi anh quay về lại anh bán vốn em. Em dùng từ chính xác là bán vốn nha. Nhưng mà mấy anh khách anh nói á, em nói vậy vui thôi, thật sự là góp ý với em. Rồi xe em sẽ chỉnh sửa lại rồi em sẽ giao xe cho anh. Còn này khách người ta ở tỉnh, biển số là 84F3 1729, thì dĩ nhiên cái điều đó không được. Thì mình phải ôm cái xe này mình chạy. Mình sẽ chạy hết thiệt lâu. Chạy hết thiệt lâu xong rồi nó ok hết, mình sẽ đáp vô mình giao cho người ta. Nếu mà những vị khách thương em hoặc là hiểu, thì à khi mà gửi về một cái chiếc xe em dọn full toàn bộ vậy, em bảo hành rất là lâu. Các bạn đi 3 tháng, 4 tháng rồi đó, nó nhả cò nhả nồi. Các bạn muốn tiện thì các bạn có thể canh chỉnh dưới quê. Còn các bạn không yên tâm dưới quê thì các bạn gửi lên lại, nói Tây ơi anh chạy cái xe em dọn cho anh ok quá, 4 tháng này nó không có chuyện gì thì cần gửi lên hay không. Thì mình nói nếu không có chuyện gì khỏi cần gửi lên. Còn à anh chạy cái xe em bữa giờ 4-5 tháng thì bắt đầu cò nó hơi kêu, nồi nó hơi kêu, rồi bây giờ xử lý sao Tây hoặc là xì nhớt. Thì mà dĩ nhiên mình sẽ góp ý luôn, nói nếu mà cò kêu và nồi nó nhả, nó giãn ra, thì anh có thể vô bất kỳ tiệm sửa xe nào anh nói chỉnh cò và chỉnh nồi lại cho anh. Còn ví dụ như là anh thấy dưới quê không yên tâm thì anh có thể gửi em sẽ sẵn sàng ra em đi lấy xe tiếp một lần nữa và em canh chỉnh lại cho anh mà không tốn bất cứ phí nào. Đó là tất cả những người nào đang dọn xe của Tây hiện tại và từ hồi đó tới giờ đều như vậy hết. Bởi vì khi mà nhận một chiếc xe và chế độ bảo hành và chế độ canh chỉnh, mình đều tư vấn rất là kỹ đối với từng người khách, để người ta hiểu được cái vấn đề là khi mà làm một cái chiếc xe xong hãng, khi mà các bạn vô hãng mua xe mới, nó còn cho các bạn là 6 lần bảo hành, bảo trì, canh chỉnh mà. Là trong khi đó là người ta sản xuất chuyên nghiệp nguyên cái dây chuyền, còn này là mình lắp ráp bằng tay và từng con ốc á. Thì dĩ nhiên là nếu mà có sai sót thì các bạn phải hiểu. Nhưng mà mình sẽ hạn chế thấp nhất cái mức sai sót đó. Và đa số những cái xe này khi mà mình trước khi mình giao mình sẽ chạy thử rất là nhiều. Cái trường hợp mà sai sót xảy ra là xuống là hầu như là thành 0%. Tại cái thời điểm mình giao xe. Đó, còn ví dụ khi mà giờ anh em có gì anh em cứ góp ý với mình, góp ý đó chi, góp ý đó càng ngày càng đi lên. Đi lên nó thành công hơn và cho ra được một cái xe vừa ý với mọi người, vừa ý với từng khách hàng. Mình làm xong vậy thấy tôi đang quay rồi đúng không? Tưởng đâu giao xe chưa giao đâu. Tôi về tôi gửi khúc này qua cho chủ xe. Hỏi Khánh ơi, anh chụp hình hết cái xe cái hoàn thiện rồi đó, anh gửi cho em coi. Em có góp ý sửa chữa cái gì cho anh xe không? À nó nói, ủa anh Tây ơi sao vàng áo nó dày hay phục nó dày hay gì đó, sẽ chỉnh sửa cho nó. Còn khi nó thấy vậy nó nói anh Tây ơi gắn cho em thêm cặp gương chiếu hậu, gắn cho em thêm ba ga giữa, là mình sẽ gắn thêm rồi mình gửi xe giờ cho nó. Còn ví dụ à nó nói là bây giờ khi ráp vô hết vậy nè, em thấy cái xe này chưa dán keo, anh Tây dán keo giùm em, thì mình đem đi dán keo. Và xe này đang dán keo rồi đó các bạn, dán keo rồi đó, dán keo hết tất cả luôn, mũi gì sâu cũng dán keo mà như là không dán thì không có mí luôn á. Ông dán keo này ông dán rất là đỉnh. Mũi gì đó dán rồi các bạn. Nhiều khi tôi cũng nói nó không biết luôn á. Gửi về chứ đó cho nó là nhiều khi là nó đem đi. Đấy, rồi đâu có mí đâu. Cái đó mới quan trọng á. Rồi kết thúc buổi tối hôm nay.
Cảm ơn 500 anh em YouTube luôn đồng hành cùng kênh Anh Tây Quân Điển. Chúc mọi người sức khỏe thật là nhiều. Khi mà coi Anh Tây nói thì nhớ bấm subscribe kênh YouTube Tây Quân Điển, với địa chỉ tiệm là 37 Bùi Quang Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh. Tiệm em làm là nghỉ ngày 1 và ngày 15. Dịch bệnh đồ á thì em cũng hạn chế em tiếp xúc. Anh em qua tiệm nhớ để xe lại và đi về. Anh em nào ở xa cứ gửi xe lên em nhận rồi em sẽ dọn cho anh em. Cảm ơn 500 anh em YouTube. Chào tạm biệt mọi người. Chào 500 anh em YouTube. Thì những cái xe mà về miền Tây nè, thì khi mà mình gửi á thì gửi về như thế nào? Ví dụ anh em gửi lên thì anh em có thể gửi bằng mình là Phương Trang Nhật, Phương Trang công ty vận tải Sài Gòn hay là cái gì đó. Nhưng mà khi mình làm xong một cái xe mới như vậy thì cái xe này không được quyền chạy trước nữa, thì mình sẽ gửi giờ bằng là Nhật Tính Express. Thì khi mà người ta gửi vậy thì người ta sẽ có những cái cây gỗ đó, đó đây nè, những cái chuyện gỗ này nè, người ta sẽ đóng vô cho mình. Người ta đóng vô mình là đóng thùng lại là y như mà mình mua mà một cái xe thùng hồi xưa vậy đó. Rồi ta sẽ gửi về cho mình để làm chi, để mà cái xe các bạn không chạy xước bất cứ một cái gì hết. Và cái này người ta sẽ giao tới tận nhà cho mình, mình không cần đi đâu mình lấy hết. Các bạn chỉ là khi mà dọn xe nhớ gửi cho mình là cà vẹt xe và chứng minh dân của các bạn, để mà khi mà xong vậy thì mình gửi về cho các bạn một cái chiếc xe đó, để mà không chạy xước không gì hết. Và cái xe này mình đã chùm keo chùm đồ kỹ là cho người ta hết rồi. Bây giờ là mình sẽ gửi về cho các bạn ha. Rồi, chào mọi người.